Hello anh em nha, hôm nay mình đi bo gốc nè. À đó, đây là cái chiếc đèn đầu tiên của mình luôn nè. Mới vừa bo gốc, mới vừa chạy vô luôn, chưa kịp bo cái nào luôn đó. Là dính cái đầu tiên luôn á anh em. Bo mấy cái lô này thôi xin khỏi nói luôn anh em ơi. Lúng dữ lắm, lúng luôn. Này là lúc này sẽ cuốc đèn gấp gốc lên nè. Này mình gấp để đem bo ra ngoài nên là không có cần phải ship dốc lên nha nè. Nó quằn đại lên là đem ra ngoài để cho xe nó bóp. Nên là không có cần thiết phải ship lên cho gọn hay gì hết á. Mình có chút thời gian nên là quay chi tiết cho anh em xem chơi cho vui thôi nha. Cái đoạn này là đoạn mình chạy ra nè anh em, tui nhanh cho anh em xem. Cũng may mắn là xe mình nó có cầu trước, mình bới đi khỏe đó nên cái cẩn không có cầu trước là xe cuốc ra đẩy mệt nghỉ luôn á. Từ cái lô mà mình lấy gốc tới ra cái bãi đổ là khoảng tầm 300m, 300-400m. Đó, không lúng thôi chứ lúng là vậy nè anh em. Đó, lúng là phải lúng cỡ này. Hết lên luôn. Sau bao nhiêu kiếp nạn thì mấy anh em mình đi chĩa một hai trái dừa uống nha anh em. Công nhận trái dừa ngọt ghê vậy. Ở nhà có không chứ không có, chứ ra nhà hàng xóm hái là bao ngon luôn, lúc nào cũng ngon hơn ở nhà hết trơn á. Khúc này là ổng đang hái trái dừa mà trúng trái dừa non nè, chảy nước tùm tùm la hết rồi. Mình tiếu không, mình kẹp trái dừa đi gì đó. Đây là chuyến cuối mình bo ra nè anh em. Bo ra trên đen đường trên đi về thì có cuộc điện thoại đi kéo xe lúng của người quen. Bây giờ làm cái ngày này nó vui lắm anh em, đủ thứ chuyện hết á. Anh em nào mà đam mê thì cứ theo cái ngày này. Khi mà bạn theo đuổi đam mê á thì nợ nần cũng sẽ theo đuổi bạn thôi, không có gì đâu anh em. Thôi chúc anh em cứ từng thứ bảy vui vẻ nha. Kéo cái dây là hả?